300, đèn 300 thì có 300 stitch, 300 sát, nhưng với 300 của nhà Nanlite thì đây là một cái điều gọi là kinh khủng. Bạn muốn biết nó kinh khủng như nào đúng không? Đừng bỏ lỡ video này. Có thể các bạn đã xem những clip mình đã làm về những cái dòng đèn Nanlite 500 rồi, nhưng FC300 nó là một cái sự khác biệt hoàn toàn. Không phải vì công suất nó thấp mà là nó khác biệt với những con 300 khác. Cùng là FC nhưng 300 FC này nó là một cái điều đúng là phải gọi là khác biệt hoàn toàn luôn. Thứ nhất, đầu tiên là cái giao diện của nó khác so với những con 300 khác rồi, và nó còn có một cái vali đi kèm nữa. Thường là các bạn khi các bạn mua những cái dòng đèn khác đúng không, thì nó không có vali này đâu, nhưng mà hãng Nanlite họ đã rất ưu ái cho những con đèn công suất lớn như thế này. Bởi sao? Nó sẽ bảo vệ được chúng, và tất nhiên rồi chúng ta còn có một cái vali xịn sò mang đi nữa, trông rất là ngầu đúng không? Ok, đây như mở vali tiền luôn. Hàng mới nice. Giấy chứng nhận này, cạc bảo hành này, và tất nhiên rồi hướng dẫn sử dụng. Và nói thật với các bạn là khi mà các bạn thấy mình làm con 500 thì các bạn nhìn sang con 300 nó rất là nhỏ nhẹ. Bởi sao? Cái bộ nguồn nó rất là cute, nhỏ gọn và đáng yêu. Đấy. Nó có một dây đi kèm này với cả cái nguồn này để cho bảo vệ này khi mà chúng ta gắn lên. Ở đây thì nó sẽ có một cái dây nguồn nữa, chỉ có một dây nguồn nha. Còn đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Ui giời, cũng không nặng đến mức mình nghĩ. Ảo chó, xe ảo chó. Ở Bi-Color này là nó chỉ có ánh sáng trắng và vàng thôi. Còn thường là chúng ta hay nhầm lẫn với cả bản full color và cả là cái bản ánh sáng trắng. Nhưng thật ra con này là bi thì nó sẽ đổi cả màu hơn. Con đèn này thì nhiệt độ màu của nó cho ra được khoảng từ 2.700 cho đến 6.500. Chỉ số CRI rất là cao, 96, cộng với cái dimming của nó từ 0 cho đến 100% nha. Góc chiếu sáng của nó đẹp nhất là ở góc 120, góc 55 độ, cộng với là nguồn điện cho ra là 100V cho đến 240V. Một con đèn công suất 300 nhưng có thể đạt tối đa là 350W, cộng với là 12 hiệu FX đặc biệt, và có một cái nữa là ngàm bowen nha. Lúc nào những con đèn có ngàm bowen rất là tiện khi mà chúng ta sử dụng những cái loại softbox. Trọng lượng của nó chỉ đạt tầm khoảng 2.600g, tức là khoảng 2,6 cân, không quá nặng nhưng cũng không hề nhẹ. Đây nha các bạn này, nguồn nó này. Đó. Và nó có một cái dây chốt an toàn đây này. Đấy, chúng ta cầm vào khi chúng ta móc lên, trừ trường hợp khi mà chúng ta không có một cái gọi là cái giá để gắn vào ấy. Đó. Đây, dây nguồn nó đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu test đèn cho các bạn xem nhé. Đây, con đèn này nguồn cắm vào của nó hơi khác một những cái khác là khi mà chúng ta cầm vào này, các bạn nhớ mở cái chốt này nhá, kéo xuống cho đúng phần ngàm của nó này, kéo này, xoay. Đó, thì nó mới cắm vào được nha. Đây, các bạn thấy nhá, ở đây nó có những cái thông số này. Ở đây có cái phần là phần input và output này. Đấy, các bạn nhớ cẩn thận sử dụng nguồn điện cho đúng. Ok, mình sẽ bật đèn lên này. Đó. Cũng như các con Nanlite khác, ánh sáng nó sẽ hơi sáng một chút bởi sao đây là 300. Ok, mình cho 10% thôi nhá. Còn ở phần bên này thì sao? Khi mà chúng ta đổi sang phần bên này, nó sẽ là ánh sáng này, 6.500 này. Đây, mình bật sáng lên cho các bạn. Bởi vì con này là Bi-Color nên là nó sẽ không bị vướng khi mà chúng ta sử dụng hai cái nút này. Chứ còn ở những cái dòng khác thì chúng ta phải vặn để đổi sang. Đấy. Đây, 2007 này. Đấy, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng. Để cho các bạn biết nhiều hơn về con đèn này, mình sẽ có một cái app là app Nanlink của cái nhà Nanlite này luôn. Đấy. Khi mà chúng ta bật đèn lên, nó đã có Bluetooth rồi, chúng ta chỉ cần nhấn vào cái phần này để tìm. Thì ở đây mình đã làm hai con 500C, 500B rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ tìm một cái dòng khác nha. Exit này, mình sẽ tạo mới Fixture. Đấy, mình sẽ tìm một cái đèn khác nữa. New Fixture này, via Bluetooth này. Đấy, nhận luôn nhá. Ok chưa? Ừ. Nhận diện luôn. Done. Đấy, mình có thể đổi tên của nó hoặc không nhất thiết là mình thể để 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Rồi, nó yêu cầu là phải có chữ số. Đây. Ok, bỏ qua đoạn này đi. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào đèn này. Một fixture address need to be changed. Ok, nó bảo là một cái khác cần phải đổi địa chỉ nên mình sẽ đổi là 1. Mình sẽ đổi là 2. Rồi đấy. Đây sẽ là 1, đây là 2. Đây là cái gọi là cái cảnh 2. Có thể gọi là cảnh 2 đèn. Đấy, setting up này. Đó, sau khi setting xong thì mình sẽ có thêm một con nữa trong bộ sưu tập của mình là FC300B. Bây giờ mình tắt thử đèn đi nhá, các bạn nhìn này. Mình không đụng chạm gì, mình chỉ đứng đây. Mình sẽ tắt đèn. Mở đèn, tắt đèn. Trong cái quá trình chúng ta sử dụng ấy, giả dụ như là mình, ok, có thể cao mình sẽ với đèn đúng không? Nhưng những bạn khác thấp hơn thì sao? và chúng ta phải chạy đi chạy lại để với đèn chỉnh nhiệt độ màu các thứ, nó rất là mất thời gian đúng không ạ? Thế là thay vì như vậy, chúng ta có sẵn một cái app ở đây rồi, chúng ta chỉ việc sử dụng nó thôi. Đó, đây chính là app Nanlink các bạn nha. Đấy, bên mình sẽ đổi màu xa các bạn nhá. Ok. Đây các bạn thấy nhá, ánh sáng trắng này. Ánh sáng trắng này nhìn nó rất là kiểu sáng đúng không? Nhưng khi mình ánh sáng vàng này, đấy, nó cho một cái nhiệt độ màu rất là mềm mại đấy. Khi mà chúng ta quay những cái con đèn này, thật sự là chúng ta thể giả nắng đẹp hơn những con đèn khác. Có một cái nữa ở đây nhá, là khi mà chúng ta sử dụng ấy, những cái con đèn công suất lớn này nó sẽ có khá nhiều chức năng. Smart này, mình đang bật chế độ tiết kiệm điện này. Và đây là full speed này. Là cái quạt của mình nó sẽ chạy gần như là hết tốc độ luôn. Tức là khi đấy chúng ta bật lên là 350W đấy, 350W các bạn nha. Còn khi chúng ta không bật quạt ấy, thì đèn nó sẽ giảm đi. Bật mắt sáng này, các bạn thấy không? Mình cho lên 100% rồi mà sao đèn nó vẫn yếu. Mình cho 100% rồi sao đèn vẫn yếu. Bây giờ mình bật thử sang cái fan nhá. Full này. Ôi, các bạn thấy không? Rất là sáng. Bây giờ chúng ta cho nhỏ đi, low speed này, đèn lại giảm đi này. Để chúng ta tăng smart này, đấy thì đèn cũng vẫn sáng nhưng nó sẽ là cái chạy chế độ tiết kiệm điện. Đây, còn một cái nữa là như lúc ấy mình cũng có nói là sẽ hướng dẫn các bạn là cách đổi từ tiếng Trung sang tiếng Anh. Thì chúng ta đếm này, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Cái phần 6 này chúng ta nhấn vào đây, nó sẽ hiện ra là để tiếng Trung và English nha. Các bạn nhớ đếm đúng cột nha, nhấn chọn, set. Ok, đó, và nó đổi sang English, nó đổi sang thành English, tiếng Anh rồi. Đấy, chúng ta có thể dễ dàng sử dụng cái con đèn này luôn, không phải sử dụng tiếng Trung nữa. Còn bạn nào biết tiếng Trung thì sử dụng luôn, sao phải đổi nhỉ? Và vừa rồi mình cũng đã test xong con đèn FC-300B này. Và các bạn có thắc mắc gì hay có đóng góp gì cứ comment phía dưới giúp mình nhé. Mình là Nguyên, xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo. Và tất nhiên rồi, đừng quên ủng hộ, like và share cho bên mình nhé. Xin chào.